Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 3 tây tháng 5 năm 2020 và hôm nay là chủ nhật ở Cali Thì cái tin tức mà tôi muốn đem tới cho các bạn trong video này đó chính là cái tin tức mà gây ra nhiều chấn động ngày hôm qua Tin tức liên quan tới cái tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã ra thông báo là họ đã bán đi tất cả cổ phần liên quan tới ngành hàng không Và điều này cũng làm cho nhiều nhà đầu tư bất ngờ Nhưng mà thật ra nếu như các bạn theo dõi cách đầu tư của Warren Buffett thì các bạn cũng sẽ hiểu được là đây là một điều cũng không có gì gọi là lạ nhưng mà điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đối với một số nhà đầu tư và tại sao điều này là một điều mà nhiều người quan tâm tới tại vì các bạn có thể rút ra được là cái tư tưởng cái tư duy đầu tư của warren buffett liên quan tới thị trường cổ phiếu nó như thế nào và thường nghĩ là chúng ta có thể áp dụng được những cái bài học của warren buffett thì Warren Buffett là một nhân vật mà thường nghĩ là những bài nào mà trong cái ngành tài chính cũng không có gì gọi là quá xa lạ Warren Buffett như bạn không biết là một tỷ phú có cái tư duy đầu tư rất là đặc biệt Và cũng vì cái tư duy đó Warren Buffett đã trở thành một nhà đầu tư coi như là thành công nhất Ở trong cái thế hệ của chúng ta Và các bạn thấy là sau khi mà Warren Buffett nói xấu về Bitcoin vào năm 2018 Các bạn cũng nhớ là lúc đó là Warren Buffett với lại cái partner của Warren Buffett đó chính là Charlie Munger đã nói là Bitcoin như là một cái rat poison square, nghĩa là Bitcoin như là một cái thuốc chuột thì làm cho nhiều người rất là phẫn nộ trong thị trường crypto này và nhiều bạn đã muốn thường nói về Warren Buffett năm 2018 nhưng mà thường không có làm video riêng về Warren Buffett thời điểm đó thật ra tại vì thường cũng không có muốn nói riêng về một người nào tại vì thường cảm thấy là mọi người đều có cái tư duy riêng của họ mọi người làm gì cũng có lý do của họ nhưng mà trong cái video này thường muốn nói về một số những cái tâm lý đầu tư mà chúng ta có thể thấy được từ warren buffett và trong lĩnh vực đầu tư này thì thường cũng đã học được rất nhiều từ tỷ phú Warren Buffett và không ai có thể phủ nhận được là Warren Buffett là một người mà đã có rất nhiều thành công coi như là một trong những cái người đầu tư thành công nhất ở trong cái thế hệ của chúng ta cho nên thường rất là tôn trọng Warren Buffett tuy nhiên không phải là cái gì Warren Buffett làm cũng đúng nhưng mà cái gì Warren Buffett làm cũng có lý do riêng và đây chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video trước đây thì có nhiều bạn comment nói là Thuận nói chuyện quá nhanh Thật ra những bạn nào mà theo dõi kênh của Thuận trong vòng 3 năm qua thì cũng đã biết là căn bản thường nói chuyện rất là nhanh nhưng mình thường cũng sẽ cố gắng nói chậm lại để trong các video các bạn có thể nghe rõ hơn nhiều khi thuận đang nói về một đề tài nào đó mà thuận cảm thấy là rất là quan trọng và thuận rất là muốn chia sẻ cho nên thuận nói chuyện rất là nhanh nhưng mà thuận cũng sẽ cố gắng chú ý để mà chia sẻ với các bạn tại vì điều quan trọng nhất là chia sẻ những gì mà thuận thấy là có giá trị và đem những điều đó đến với các bạn thì chúng ta hãy trước hết nói về cái tình hình hiện tại của công ty Bursa Hathaway thì công ty Berkshire Hathaway đầu tư rất nhiều vào những công ty khác nhau trong thị trường chứng khoán và các bạn thấy là với cái đại dịch mà đã xảy ra khiến cho thị trường chứng khoán đã đi xuống rất là mạnh trong cái quý 1 thì đương nhiên công ty Berkshire Hathaway cũng không là ngoại lệ Tổng cộng là công ty Berkshire Hathaway đã bị lộ 49,7 tỷ đô la trong cái việc đầu tư trong quý 1 này Đây là điều đã được nói tới ở trong cái cuộc họp cổ đông hàng năm của công ty Berkshire Hathaway và nhiều bạn cũng sẽ muốn biết là 49,7 tỷ này nghe thì rất là nhiều nhưng mà so sánh với lại tổng số tiền mà Berkshire Hathaway đang đầu tư thì chiếm cái tỷ lệ bao nhiêu. Thật ra 49,7 tỷ này là khoảng 20% của tất cả tiền mà Berkshire Hathaway đã đầu tư thì các bạn thấy được là cái số lượng đi xuống 20% này thì cũng tương tự như là chúng ta thấy là trong quý 1 các chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ như là S&P 500 hay là Dow Jones thì cũng xuống cái phần trăm tương tự. Cho nên cái việc đi xuống này cũng không có gì gọi là quá khác biệt. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Warren Buffett cũng phải có một số những cái câu trả lời đối với những nhà đầu tư. Và tuy Warren Buffett đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn là ông ta tin tưởng là thị trường sẽ hồi phục lại Tuy nhiên Warren Buffett lại nghĩ là không phải những công ty nào cũng giống nhau Không phải là công ty nào cũng sẽ hồi phục lại Và một trong cái nhóm công ty mà ông ta nghĩ là sẽ không có cái sự hồi phục nhanh chóng Có thể là tốn vài năm sau mới hồi phục lại Đó chính là những công ty trong hãng hàng không Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Nói về cái hãng hàng không là tại sao mà Warren Buffett bán cổ phiếu của hãng hàng không lại quan trọng thì chúng ta sẽ nhìn vào cái tổng số tài sản của Warren Buffett sau cái dịch bệnh này tình hình bây giờ thì tài sản Warren Buffett như thế nào đây chính là cái tài liệu được đưa ra bởi Forbes thống kê những cái tài sản của những tỷ phú thì các bạn thấy được là Warren Buffett bây giờ đã đứng hạng thứ năm Trước đây thì các bạn thấy là Bill Gates đứng hạng đầu tiên, kế đó là Warren Buffett đứng hạng thứ nhì. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là danh sách đã thay đổi, nhất là sau cái dịch bệnh này, các bạn thấy là Jeff Bezos bây giờ của công ty Amazon vẫn đứng hạng thứ nhất là tổng cộng tài sản thống kê là 138 tỷ. Đứng thứ nhì là Bill Gates của công ty Microsoft với tổng số tài sản là 104 tỷ. Bernard and Family đứng hạng thứ ba với tổng số tài sản là 93,9 tỷ. Mark Zuckerberg của công ty Facebook là đứng hàng thứ tư với tổng số tài sản là 74,7 tỷ và bây giờ Warren Buffett chỉ đứng hàng thứ năm với tổng số tài sản là 72 tỷ. Cho nên cái đợt dịch bệnh này cũng đã ảnh hưởng khá lớn đối với cái tài sản của Warren Buffett. Thì trong cái cuộc họp cổ đông hàng năm ngày hôm qua thì Warren Buffett đã ra thông báo là Berkshire Hathaway đã bán hết tất cả cổ phần liên quan tới các hãng hàng không. Và cái điều mà nhiều người quan tâm tới là cái lý do tại sao mà Warren Buffett lại đưa ra quyết định này. Và cái điều quan trọng hơn nữa là các bạn có thể là áp dụng những cái tư duy này vào những cái ngành khác để chúng ta có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm đầu tư Thì các bạn thấy là Berkshire Hathaway đã bán đi 4 công ty hàng không lớn đó chính là American Airlines, Delta Airlines, Southwest và United Airlines Và tổng số cổ phần mà đã được bán đi bởi Berkshire Hathaway là tổng cộng trị giá là khoảng 4 tỷ đô la và các bạn thấy là Warren Buffett đưa ra hai lý do chính tại sao mà ông ta lại nghĩ là phải cần bán những cổ phiếu hãng hàng không này. Và hai lý do này cũng rất là phù hợp với lại các quy tắc đầu tư của Warren Buffett từ trước cho tới bây giờ. Các bạn thấy là Warren Buffett là một người mà có cái tư tưởng đầu tư là value investing hay là đầu tư giá trị. Và cũng những cái quy tắc đó đã khiến cho Warren Buffett trở thành một người đầu tư rất thành công. Nhưng mà cũng những cái quy tắc đó đã khiến cho Warren Buffett đã bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội đầu tư vào những công ty công nghệ. Và cũng những tư duy đó khiến cho Warren Buffett không đầu tư vào thị trường Bitcoin cũng như là thị trường vàng. Chúng ta sẽ nói thêm vấn đề này một lát nữa. Bây giờ ta hãy nói tới hai lý do được đưa ra bởi Warren Buffett liên quan tới việc bán cổ phiếu hãng hàng không. Thì các bạn thấy được là lý do đầu tiên là liên quan tới thu nhập. Thì cái đợt dịch bệnh này dựa theo những tài liệu được đưa ra bởi cuộc họp cổ đông ngày hôm qua thì Warren Buffett nói là cái hãng hàng không đã bị ảnh hưởng rất là nặng trong cái đợt dịch bệnh này. Bây giờ là cái nhu cầu đi máy bay đã bị giảm xuống 95%, có nghĩa là hãng hàng không bây giờ thu nhập chỉ còn có 5% so với trước đây. Thì trong vòng 2 tháng qua các bạn cũng đã biết là dịch bệnh đã khiến cho nền kinh tế tê liệt và không còn ai có nhu cầu đi du lịch nữa và cũng không còn ai mà có nhu cầu để mà đi công tác các bạn thấy được là đây là hai cái nhu cầu rất lớn của hãng hàng không và không có những nhu cầu đó đã khiến cho hãng hàng không bị lỗ lạ rất là nhiều và trong cái tình trạng lỗ lạ này những công ty hàng không mà muốn tiếp tục hoạt động thì họ phải mượn tiền và cái số tiền mà họ mượn trung bình là các hãng hàng không lớn là trung bình họ mượn là khoảng 10 tới 12 tỷ đô la. Số tiền này là mượn từ cái gói hỗ trợ của chính phủ. Cái mà cũng đáng nhớ là chính phủ đưa ra cái gói hỗ trợ và trong đó là có một phần riêng được để ra để cho các công ty hàng không mượn, một phần là cho. Tuy nhiên, cái phần mà mượn thì phải trả lại, và phải trả vốn và lời. Cho nên Warren Buffett nghĩ là đây là một cái gánh nặng của hãng hàng không sau này. Nếu như mà cái hàng không sau được dịch bệnh này mà có thể là kiếm lời được 80% của cái số lượng hành khách trước đây, không phải là 100% mà 80%, thì Warren Buffett tin tưởng là ở cái mức thu nhập đó mà vừa phải trả các chi phí, vừa phải trả cái số tiền nợ và cái số tiền lời, thì những hãng không đó vẫn không có lời. Cho nên đây là một cái ngành mà Warren Buffett nghĩ là sẽ không tốt trong tương lai tới đây. Và Warren Buffett nghĩ là cần phải có vài năm nữa thì hãng hàng không mới trả hết cái số nợ này. Và hãng hàng không mới bắt đầu là có lời lại. Cho nên trong vòng vài năm tới đây, đây là một cái ngành mà ông ta không muốn đụng vào. Thì các bạn thấy được là cái tư tưởng này, các bạn cũng có thể là áp dụng vào nhiều những cái công ty khác nhau. Tại vì Warren Buffett nói là sau đợt dịch bệnh này thì nền kinh tế sẽ bị thay đổi thay đổi một cách mà có thể là chúng ta chưa từng nghĩ tới. Thưa có thể là hiểu được là ý Warren Buffett nói là gì, các bạn thấy được là ngành hàng không Warren Buffett cho là đã bị thay đổi căn bản. Tại vì sau đợt dịch bệnh này, không ai có thể dám chắc được là cái hãng hàng không có thể là lấy lời được cái số khách hàng mà đã mất trong khi mà dịch bệnh xảy ra. Tại vì một là các bạn thấy là các công ty bây giờ là phần lớn đều làm ở nhà. Công ty thuận bây giờ vẫn còn đang làm ở nhà. Và trong thời gian làm ở nhà hơn một tháng qua, thì hiệu quả làm việc cũng rất là cao cho nên công ty của thuận bây giờ là vẫn đang suy nghĩ là có cần phải có nhân viên trong công ty hay là không hay là nhân viên làm ở nhà là đã đủ tại vì đương nhiên là nhân viên vào công ty thì công ty phải có nơi cho nhân viên làm việc phải muốn mặt bằng phải có nhiều chi phí cho nên nhân viên làm ở nhà là sẽ tốn chi phí ít hơn và cũng tương tự nhiều công ty mà trước đây đi công tác nhiều như là các bạn cũng đã nhớ là trước đây thường làm cho kpmg thì thường đi công tác là hầu như là tuần nào cũng đi nhưng mà sau được dịch bệnh này có thể là nhiều công ty thấy được là làm việc ở nhà vẫn có hiệu quả cho nên có nhu cầu đi công tác sau dịch bệnh này có như là trước dịch hay là không, không ai đoán được. Còn về việc mình đi du lịch thì chừng nào người ta mới đi du lịch lại, thường nghĩ là cũng phải là tốn một thời gian khá lâu. Không phải là người ta lo ngại về dịch bệnh sau này mà không đi du lịch, mà thường nghĩ là sau đợt dịch bệnh này, nhiều người đã ở nhà không có thu nhập 2-3 tháng qua thì sau khi mà mở cửa làm ăn trở lại thì họ phải tranh thủ để mà kiếm lại cái số tiền đã bị mất. Chứ cái việc liên quan tới đi du lịch, thường nghĩ không phải là một điều mà nhiều người coi trọng trong vòng thời gian một năm tới đây Tuy nhiên Thân không nghĩ là sẽ tốn vài năm học phục lại Thân nghĩ là ngành du lịch có thể là 6 tháng tới 12 tháng Thì chúng ta sẽ thấy cái sự tiến triển tốt Dù sao đi nữa Warren Buffett vẫn không muốn đụng vào ngành hàng không Tại vì tương lai thu nhập như thế nào không ai có thể đoán biết được Và đây là quy tắc đầu tư của Warren Buffett và những gì mà Warren Buffett nói thì có rất nhiều người lắng nghe tại vì Warren Buffett là một nhà đầu tư mà đã 89 tuổi, có nghĩa là đã trải qua rất nhiều những cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có những đợt lớn như là năm 2000, năm 2008 và bây giờ năm 2020. Và để hiểu được Warren Buffett nghĩ như thế nào về thị trường Bitcoin thì chúng ta trước hết là phải hiểu được cái tư tưởng đầu tư của Warren Buffett là như thế nào cái tư tưởng value investing đầu tư giá trị là ra sao thì thật ra Warren Buffett là một người mà có rất nhiều câu nói nổi tiếng mà các bạn thường hay lặp đi lặp lại như là câu nói liên quan tới hãy sợ hãi khi người khác tham lam hay là hãy tham lam khi người khác sợ hãi hay là một câu nói khác mà thường rất là thích nghe đó chính là câu nói liên quan tới đầu tư vào một công ty. Warren Buffett nói là tôi chỉ đầu tư vào một công ty nào mà một thằng ngu cũng có thể điều khiển được. Tại vì một ngày nào đó công ty đó sẽ bị điều khiển bởi một người ngu. Nhưng mà nói tới là cái tư tưởng đầu tư, những cái quy luật đầu tư của Warren Buffett thì chúng ta có thể nói tóm tắt lại là có ba cái luật lớn mà Warren Buffett lúc nào cũng đi theo. Khi mà có thể nói là Warren Buffett là một nhà đầu tư lỗi thời có thể nói là Warren Buffett đã coi như là đã quá lớn tuổi cho nên không hiểu được cái đầu tư trong cái lĩnh vực công nghệ là như thế nào nhưng mà các bạn không thể phủ nhận cái sự thành công của Warren Buffett và các bạn không thể phủ nhận là Warren Buffett là một người mà có cái quy luật đầu tư mà ông ta rất là tuân thủ và Warren Buffett là một người mà không đầu tư theo cảm xúc cá nhân ba cái quy luật mà của Warren Buffett mà tôi muốn chia sẻ với các bạn quy luật đầu tiên là circle of competence có nghĩa là Warren Buffett tin tưởng là chỉ nên đầu tư vào những gì mà chúng ta biết giống như là các bạn biết về ngành hàng không thì nên đầu tư vào ngành hàng không các bạn biết về ngành công nghệ thì đầu tư vào ngành công nghệ các bạn biết về ngành vận chuyển thì đầu tư vào ngành vận chuyển chứ các bạn không nên đầu tư vào những công ty những cái mảng đầu tư mà các bạn không quen thuộc đương nhiên là các bạn sẽ càng ngày càng mở rộng kiến thức hơn nhưng mà cho đến khi nào các bạn có kiến thức về một ngành nào đó thì lúc đó các bạn mới có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư tốt trong cái lĩnh vực đó cho nên Warren Buffett trong vòng bao nhiêu năm qua thì chỉ đầu tư vào những công ty mà ông ta hiểu rất là cặn kẽ ông ta hiểu được là sản phẩm đó được hình thành như thế nào lấy nhiên liệu vật liệu từ đâu và bán ra thì tính lợi lỗ như thế nào ông ta chỉ thích đầu tư vào những cái ngành đó Điều thứ nhì là Warren Buffett nói là khi mà đầu tư vào một cổ phiếu thì cổ phiếu không chỉ là một cái con số trên màn hình đứng sau lưng cổ phiếu đó là một công ty cho nên khi mà Warren Buffett mua cổ phiếu thì ông ta phải có lòng tin vào cái công ty đứng sau lưng đó. Warren Buffett thì rất là thích đọc những cái tài liệu như là lời lộ thống kê của công ty trong năm ngoái như thế nào và tương lai là chuẩn đoán là lời lộ ra sao và Warren Buffett cũng muốn xem là lý lịch của những nhà lãnh đạo công ty là như thế nào và thường là nói chuyện với những nhà lãnh đạo trước khi mà Warren Buffett đưa ra quyết định là có mua cổ phần của công ty đó hay là không cái bạn thấy được là đây là một điều mà Warren Buffett có thể làm được nhưng mà người bình thường không thể làm được tại vì các bạn không thể nào mà cầm điện thoại để mà gọi chủ tịch của ngân hàng chase thì mà nói chuyện trực tiếp với lại ceo của chase là Jamie Dimon nhưng mà điều đó là điều mà Warren Buffett có thể làm được và cái quy luật thứ ba đó chính là margin of safety có nghĩa là sao có nghĩa là Warren Buffett chỉ mua cổ phiếu khi mà ông ta tính được là cái giá trị cốt lõi của cổ phiếu đó bây giờ là cao hơn là cái giá đang bán trên thị trường cho nên cho ông ta một cái lợi thế một cái phần trăm gọi là chống rủi ro nhưng mà cái điều khó khăn ở đây là giá trị cốt lõi là tùy theo tư duy mọi người Warren Buffett thì có cái tính riêng của Warren Buffett và không có công ty nào giống công ty nào Warren Buffett phải tự đưa ra cái ý nghĩa cá nhân là cái giá trị cổ phiếu bây giờ có cao hơn hay là thấp hơn so với giá trị cốt lõi của công ty đó cho nên tính toán giá trị cốt lõi là một điều mà không dễ làm. Các bạn có thể dễ dàng thấy được là tôi biết là Warren Buffett rất là thành công. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đầu tư như Warren Buffett là không phải là chuyện dễ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học từ cách đầu tư của Warren Buffett. Nhất là về việc là đầu tư theo nguyên tắc chứ không đầu tư theo cảm xúc. Thì cái cách đầu tư này có thể giải thích được là cái suy nghĩ của Warren Buffett về các thị trường như là thị trường công nghệ hay là thị trường Bitcoin hay là thị trường vàng như thế nào. Các bạn thấy được là những cái quy tắc đầu tư này đã khiến cho Warren Buffett kiếm được rất nhiều tiền Nhưng mà trong bao nhiêu năm qua cũng có nhiều đợt ông ta bị lộ rất là nhiều Và cũng đã làm cho ông ta bỏ qua rất là nhiều những cái cơ hội đầu tư mà có lợi nhuận cao Nhất là những cơ hội trong cái lĩnh vực công nghệ Các bạn thấy được là công ty của Warren Buffett là Berkshire Hathaway Cái năm đầu tiên mà đầu tư vào công ty Apple là tháng 5 năm 2018 cho mình thấy được là Warren Buffett đã tốn rất nhiều năm để mà suy nghĩ có nên đầu tư vào công ty Apple hay là không và trong những năm đó các bạn thấy là công ty Apple đã có những cái lợi nhuận rất là cao khiến cho cổ phiếu lên rất là cao và vì lý do là Warren Buffett không có hiểu về ngành công nghệ cho nên ông ta đã lựa chọn là không đầu tư vào những công ty công nghệ nhiều cho nên mãi tới năm 2018 mới bắt đầu đầu tư vào công ty Apple. Thì cũng tương tự các bạn thấy được là công ty Amazon thì Berkshire Hathaway đầu tư vào là quý 1 của năm 2019. Các bạn thấy được là đây là hai cái ví dụ mà nhiều người thường nói tới là cách đầu tư của Warren Buffett lỗi thời. Tại vì đã khiến cho ta mất đi rất nhiều cơ hội. Thì đây cũng là đúng nhưng mà nó tới với nó lui. Vì lý do là Warren Buffett không có đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Tại vì ông ta không hiểu về công nghệ. Cho nên năm 2000, công ty Berkshire Hathaway cũng không bị tổn thất lớn tại vì không có đầu tư vào công ty công nghệ khi mà cái bong bóng dotcom bị vỡ. Thì có một số người hỏi Warren Buffett là có phải là ông ta đã thay đổi cái tư duy đầu tư hay là không? Có phải là ông ta đã thay đổi cái quy định đầu tư là chỉ đầu tư vào những công ty mà ông ta hiểu rõ hay không? Tại vì Warren Buffett đã từng nói là ông ta không hiểu về công ty Amazon. Thì nếu như là như vậy thì nhiều người đã nói là tại sao mà Berkshire Hathaway lại đầu tư vào công ty Amazon thì Warren Buffett nói là bây giờ là công ty của Warren Buffett The Berkshire Hathaway là công ty rất là lớn cho nên ngoại trừ Warren Buffett ra thì có rất nhiều những cái người lãnh đạo đưa ra quyết định đầu tư cho công ty trong đó thì có một số người lãnh đạo đã đưa ra quyết định là đầu tư vào công ty Amazon và Warren Buffett tin tưởng vào những người lãnh đạo đó cho nên ông ta cũng đã chấp nhận cái đề nghị đầu tư vào công ty Amazon này thì ngược lại các bạn thấy được là một trong những cái thị trường mà Warren Buffett không có đầu tư vào đó chính là cái thị trường của vàng tại vì Warren Buffett nghĩ là vàng thực sự là không có giá trị tại sao tại vì Warren Buffett nghĩ là khi chúng ta nhìn vào vàng thì vàng đó ông ta không thể nào mà tính toán được là giá tương lai là bao nhiêu ông ta không thể nào là nhìn vào cái thay thuế lời lỗ của công ty vàng là bao nhiêu tại vì vàng không phải đầu công ty đây chỉ là một cái loại kim loại ông ta không biết nào mà gọi vàng mà nói là cho tôi nói chuyện với lại ban lãnh đạo của vàng các bạn thấy được là điều này là không có cho nên ông ta không thể nào mà tính được là cái giá trị của loại của vàng là bao nhiêu và tương lai vàng sẽ ra sao không tính toán được là lợi lỗi như thế nào và khi đầu tư vào vàng thì hàng năm cũng không được chưa lợi nhuận vì lý do đó Warren Buffett đã lựa chọn là không đầu tư vào vàng và cũng tương tự các bạn thấy được là Warren Buffett cũng đã lựa chọn là sẽ không đầu tư vào thị trường Bitcoin Lý do cũng tương tự tại vì các bạn thấy được là nếu như dựa theo những cái quy luật đầu tư của Warren Buffett Thì không thể nào mà Warren Buffett đầu tư vào Bitcoin được Tại vì Bitcoin không có khai báo lời lỗ hàng năm, cũng không có công ty Bitcoin Cũng không có ban lãnh đạo Bitcoin để mà nói chuyện với Warren Buffett và ta có không tính được cái giá thì cốt lõi Bitcoin là ra sao Dù theo mà cách tính từ xưa tới giờ của Warren Buffett và lưu trữ Bitcoin, ông ta cũng không có được chia lợi tức hàng năm. Điều này cũng có thể dễ hiểu. Thường biết là có một số người chỉ trích Warren Buffett là tại sao mà nói xấu về Bitcoin là tại vì Warren Buffett khi chúng ta nhìn vào là công ty Berkshire Hathaway bây giờ là đang nắm giữ những cổ phiếu của ngành nào thì các bạn thấy được là Berkshire Hathaway hiện bây giờ là đang giữ rất nhiều cổ phiếu của ngân hàng rất nhiều cổ phiếu của những công ty bảo hiểm và nhiều người nói là tại vì Bitcoin cạnh tranh trực tiếp với là ngân hàng cho nên Warren Buffett mới không thích Bitcoin, không nghĩ đây là lý do, thì nghĩ là tại sao mà Warren Buffett không đầu tư vào Bitcoin thì cũng là tại vì Bitcoin tương tự như là vàng, Warren Buffett không thể nào tính được lợi lỗ cũng như là không được chia lợi tức hàng năm và ông ta cũng không hiểu gì về Bitcoin, cho nên đã quyết định là không đầu tư. Điều này cũng rất dễ hiểu. Nhưng mà về việc mà tại sao mà Warren Buffett lại nói Bitcoin là một cái thuốc chuột? Thì điều này tôi nghĩ là chỉ có Warren Buffett mới biết được. Nếu như mà Bitcoin là một công ty, nếu như mà Bitcoin có thể là có lợi nhuận, thì nghĩ là Warren Buffett cũng sẽ đầu tư vào Bitcoin, tại vì ông ta chỉ đầu tư theo cái quy tắc định ra cho bản thân mình, chứ không phải là dựa theo cảm xúc. Và đây là một điều mà tôi nghĩ là mọi người khi mà đầu tư vào bất cứ thị trường nào thì cũng phải có cái tư duy đó các bạn nên đầu tư dựa theo quy tắc được đưa ra từ bản thân của mình chứ không thể nào mà dựa vào cảm xúc các bạn thấy được là trong 3 năm qua một trong những đồng mà thường thường hay nói với các bạn là thường không thích đó chính là đồng Ripple XRP tại vì cái tiêu chí của XRP thường cảm thấy đi ngược lại với lại tiêu chỉ của tiền kỹ thuật số tuy nhiên thường vẫn đầu tư vào XRP, tại vì cảm xúc của thượng về XRP không có liên quan gì đến việc thuận đầu tư vào XRP, đây là hai điều khác nhau. Đầu tư là điều quan trọng nhất là các bạn phải có được lợi nhuận, cũng như là các bạn mở công ty thì điều quan trọng nhất là các bạn phải có được lợi nhuận. Còn về việc cảm xúc cá nhân của mình, đối với một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi cảm thấy là không phải là điều quan trọng. Các bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào một lĩnh vực mà các bạn không có thích hay là không quan tâm tới, nhưng mà nếu các bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì chỉ cần là có lời các bạn sẽ đầu tư về Bitcoin thì các bạn thấy được là The Moon đã đưa ra một cái thuyết ở trên Twitter vào ngày 3 tây tháng 5 nghĩa là ngày hôm nay đã cho thấy được là trong cái năm 2020 này thì Bitcoin đã trở thành một tài sản mà có cái lợi nhuận cao hơn cả vàng và cao hơn S&P 500 Bitcoin đã chính thức trở thành tài sản mà có cái sự tăng trưởng cao nhất trong cái đợt dịch bệnh này các bạn thấy được là sau khi dịch bệnh xảy ra thì S&P 500 đã đi xuống rất là nhanh Chỉ số của cổ phiếu Hoa Kỳ đã đi xuống rất là nhanh Và Bitcoin cũng đi xuống tương tự Vàng thì vẫn đi hàng ngang trong thời gian đó cho nên các bạn thấy được là vàng là một trong những cái tài sản Mà hầu như là không thay đổi trong quý 1 trong khi Bitcoin và S&P 500 đều đã thay đổi Nhưng mà ngược lại trong vòng chỉ có một tháng qua các bạn thấy được là giá Bitcoin sau khi mà chạm 3.500 đô đã đi thẳng tới cái giá bây giờ bây giờ là một đồng Bitcoin trên sàn Coinbase cho bạn thấy với cái giá là 8.939 hôm qua đã lên tới cái mức là 9.001 nhưng mà bây giờ đã đi trở xuống ở cái mức là 8.939 ở cái mức này thì Bitcoin đã chính thức trở thành tài sản mà có cái sự tăng trưởng mạnh nhất trong đợt dịch bệnh này nhiều người thì bây giờ lo lắng là Bitcoin nếu như mà cứ tiếp tục đi theo thị trường chứng khoán thì xảy ra sao tại vì các bạn thấy được là chứng khoán bây giờ đã có sự hậu phục rất là nhanh bây giờ là từ cái đỉnh cao nhất của S&P 500 tới cái giá hiện bây giờ thì chỉ xuống có 16% thôi nhưng mà nhiều người cho là chúng ta còn sẽ thấy thêm nhiều sự đau đớn trong thị trường chứng khoán có nghĩa là chứng khoán có thể là tiếp tục có một đợt đi xuống kế tiếp và nếu như Bitcoin đi theo thì sẽ là một điều rất đáng lo ngại nhiều người hy vọng là sẽ nhìn thấy được là Bitcoin cái sự tương quan với chứng khoán sẽ ngày càng giảm đi trở lại với lại cái hình này các bạn thấy được là nói được những gì đây không phải là các bạn thấy là Bitcoin có cái sự tăng trưởng cao cho nên mọi người cần phải bán hết vàng, bán hết S&P 500 để mà đầu tư vào trong Bitcoin. Đây không phải là điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói với các bạn ở đây là đối với một nhà đầu tư, các bạn cũng đã biết là nhiều nhà đầu tư lớn bây giờ là Đầu tư một phần vào trong vàng coi như là một cái bảo hiểm Trong khi mà phần còn lại để đầu tư vào chứng khoán Thì tôi nghĩ là nếu như là một nhà đầu tư Thì nhìn vào cái tình hình hiện tại Thấy được là Bitcoin thực sự là có cái tiềm năng Để mà đóng cái vai trò như là một cái bảo hiểm tương tự như là vàng Trong cái chương mục đầu tư Thì một nhà đầu tư khi mà suy nghĩ tới là phân bổ cái vốn đầu tư như thế nào Thì tôi nghĩ là Bitcoin là một phần không thể thiếu trong một chương mục đầu tư Cho nên cái việc mà Bitcoin có thể đạt được cái phần trăm cao trong cái đợt dịch bệnh này là một cái cơ hội rất là lớn để cho các nhà đầu tư lớn quan tâm tới mua bitcoin để mà dự trữ tương tự như là họ mua vàng để mà dự trữ để mà chống lại các rủi ro trong thị trường tài chính và đây là những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này các bạn có cảm nghĩ như thế nào thì hãy comment ở phía dưới và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn bybit tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua telegram tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp như những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này starbex bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.